Nói mày sợ vợ. Mày không phải là thằng đàn ông. Đúng. Rốt. Đó. Trời ơi, mày sai xỉn tới mức đó mày hả? Xịn. Mày quậy nữa nghe. Hư đốn quá rồi. Cái gì đâu, hư đốn gì. Các con của ba đâu rồi? Đến đây với ba nào. Hãy đến đây với ba, thể hiện tình yêu thương. Tụi bay muốn trốn trên phòng ha. Được, ba lên với các con đây. Con là con trai trước trong nhà này, chứ không phải là thằng ở đợ. Mà ai muốn đuổi thì đuổi, đừng hòng đuổi được con. Thầy đất ơi. Nhớ về sớm nha. Biết rồi, chắc chắn phải về sớm chứ. Ừ. Anh đi nha. Bye bye. Sao mày ăn mồi phá mồi hoài mà mày không uống vậy mày? Tao cử nhậu mà. Mày cử nhậu hay cử vợ? Ý mày là sao? Ý nói là mày đi nhậu về sợ vợ chửi đó. Cái gì? Nói mày sợ vợ. Mày không phải là thằng đàn ông. Đúng. Rốt. Mẹ, thằng Hạnh nó về rồi hả? Chưa, anh Hạnh chưa có về. Mẹ mệt, mẹ vô phòng ngủ đi. Mẹ ngồi mà canh cửa cho nó. Mà sao thằng Hạnh bữa nay nó về trễ quá vậy? Không biết nó có nhậu xỉn nữa không? Yên tâm đi, con dặn kỹ lắm rồi. Anh không có nhậu nữa đâu. Yên tâm cái gì mà yên tâm. Con nhớ năm ngoái không? Nó nhậu xỉn nó về quậy banh chành cái nhà hết trơn á. Nhưng mà lần này con dặn rồi, mẹ yên tâm nha. Thôi vô ngủ đi. Ủa sao giờ này tối rồi con đi đâu vậy? Con qua phòng khám chút xíu rồi sẵn chút con đi đám cưới luôn. Đi thì nhớ về sớm mà nhà không có ai. Ok, con biết rồi. Mẹ vậy nha. Nghe chưa nhà đi. Con nhỏ này bất thật sự chưa? Chưa kịp nói gì hết câu chuyện là bỏ đi rồi. Cái gì ông? Gì bà? Không biết nữa, nghe cái tiếng động gì. Đặt xuống dưới thôi coi sao. Hạnh! Hạnh! Hạnh ơi Hạnh, con làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Con à, con nhộn quá đút đầu vô trong tủ lạnh cho nó mát. Trời ơi, mày sai xỉn tới mức đó mày hả? Xịn. Mày quậy nữa nghe. Hư đốn quá rồi. Cái gì đâu, hư đốn gì. Mày làm cái gì? Đến này với con bà. Mày đi quá rồi. Con thương bà lắm. Cái bà. Gì vậy? Con xiết vậy ổng chết. Như vậy này quậy cho vợ nó. Chết nè. Ê, có chuyện gì vậy? Chết nào. Ba, bỏ nội ra ba. Nội chạy nội. Tao thương ba tao không được hả? Tao không bắt ba vậy trời. Nội già rồi mà ba. Tỉnh lại đi ba. Hai thằng con yêu quý của ba. Này gì ba? Nội ơi, cứu con nội. Mày đi. Ba tha cho mình đi ba, nó yếu lắm. Buông nó ra. Ba thả cho nó đi ba, nó yếu lắm. Trời ơi, con ơi, có sợ không? Ây da, chạy đi. Lên tới cổ rồi nè ơi. Mày chạy đi, gọi điện thoại chưa? Gọi rồi, nó bắt máy nè. Mày điên hả con? Con điên cái gì, con thương con của con mà ba kêu con điên. Nhậu trai mày khôn quá rồi. Hai đứa con con đâu rồi? Minh Mẫn đâu rồi? Con phải lên gặp Minh Mẫn thôi. Gọi điện liền. Tôi gọi mà nó không bắt máy. Bà chạy qua phòng mạch. Kêu nó về đây gấp. Ở nhà bảo trọng nghe không? Tôi đi liền.
Hoàng Anh ơi, Hoàng Anh. Trời ơi, đi đâu mà nó bỏ điện thoại đây, hèn gì kêu quản được. Hoàng Anh ơi, Hoàng Anh. Sao đây? Người sao? Sao đây? Người sao? Nó bị lợi ra kìa. Các con của ba đâu rồi? Đến đây với ba nào. Hãy đến đây với ba, thể hiện tình yêu thương. Tụi bay muốn trốn trên phòng ha. Được, ba lên với các con đây. Trời ơi, sao? Sao nay ba giống như quái vật vậy mày? Chết cha, không có phòng khách, đâu hết rồi. Ai? Làm gì vậy? Ba con đâu? Ba lên phòng rồi nổi. Ba làm bà má? Hả? Lên, trời ơi, lên phòng rập phá chết sao? Giờ sao vậy nổi? Giờ phải kêu mẹ con về, chờ mẹ con về. Ê, mà chờ mẹ con về, rập nát phòng hết. Bây giờ phải tìm cách đi, tìm cách đi. Nội ơi, ba dí tụi con lên phòng á. Bây giờ con có cách này, hay là mình khóa cửa phòng lại, nhốt ba ở chổng luôn. Đi tàu lao, rồi ông đập hết đồ của tụi mình rồi sao? Vốt vô phòng con là ba con đập hết mấy máy tính chết à. À, con có cách rồi. Bây giờ dù gì cái bếp cũng tan nát rồi, mình cho ba xuống dưới, mình nhốt ba ở chổng luôn đi. Ba không có phá được gì nữa hết. Nhưng mà cái cửa bếp không có khóa. Mình chặn lại không nói. Rồi ai dụ ba mình xuống dưới? Nói. Thằng này nghĩ ra cho làm đi. Chứ nãy còn bị siết một cú rồi, cũng đâu thấu biến rồi. Thôi, mày nghĩ ra, làm đi con. Làm đi. Rồi ba sốc con sao? Mày bị sốc lần đi chứ biết. Mày ráng đi. Ráng, để nó. Ba đi. Núp đi nổi. Các con của ba. Ba tới đây. Ba. À. Ôi, tao nghe mùi ông nội mày đâu đây. Các con của ba. Trời ơi, chết rồi, xuống. Đi. Mình giữ cửa liền. Dạ. Xuống, giữ cho chặt không? Đi ông nội ơi. Ê, thằng Mẫn đâu? Thằng Mẫn đâu rồi? Đóng cửa lại đi, đóng cửa lại. Giữ chặt cho con, ráng giữ chặt bằng mỗi ghép, giữ chặt cho con. Không được cho nó ra, nó ra kìa. Ráng lên. Mở cửa ra. Bây giờ nhốt tôi đúng không? Được. Hãy xem tôi làm gì với thằng con tôi nè. Con ơi, để chờ vợ con về con ơi. Thưa ông nội ơi, ba xỉn rồi. Có khi nào ba làm bậy gì thằng Mẫn ấy đẩm không? Chết rồi. Thằng Mẫn rồi, ở chẳng sao tất cả. Trời ơi chết. Sao đem nổi? Phải để nổi tính. Trời ơi, giờ bằng mọi giá phải cứu nó chứ. Dạ. Thôi bây giờ gì? Dạ. Nó chạy vô, nó cứu Mẫn. À, rồi cái con đứng giữa cửa chặt nghe chưa? Không có được mở cho ba con ra nghe chưa? Dạ, không cho ba ra đúng nổi. Dạ. Để bao giờ thấy đội với thằng Mẫn chạy ra, đóng cửa lại liền nghe chưa? Dạ. Trời ơi, mở vô đi. Bằng mọi giá đúng nội. Bằng mọi giá nha. Không được mở cửa nha. Ừ, bóc lại liền. Nhanh lên nội. Bóc lại liền. Mẹ ở đây rồi. Ông nội ở đâu? Ủa, là sao? Ông nội tưởng mày vụ ba chạy vô chổng, ông nội vô cứu mày đợi. Cái gì? Trời ơi, nó đồng tính vụ ba vô bếp. Nhưng mà sợ ba phá đồ nên vụ ba lên sân thượng. Chết ông nội tôi rồi. Giờ ông nội đang ở chổng hả? Chết ông nội rồi. Giờ sao? Ông nội ơi. Ông nội. Ra lẹ ông nội. Ba ơi, ông nội già rồi, có gì nương tay vậy ba? Giờ sao có nương như cứu ông nội không? Bây giờ làm sao đây? Anh nghĩ cách đi, anh thông minh hơn em mà. Không biết nữa. Chết ông nội rồi, ông nội có tuổi rồi, sao ông nội chịu nổi? Một phát là ông nội tiêu luôn. Ê, xong rồi kìa. Chết rồi. Chết ông nội rồi. Ba ơi, chặt cửa lại. Ông nội. Ông nội. Đó. Ông nội ơi. Ông nội, con xin lỗi ông nội. Con tối nay con sẽ nói với bà. Bà không cần phải chờ ông nữa. Nói bà ngủ một mình. Bà ơi, tha cho ông nội đi bà. Bà ơi, bà. Bà ơi. Bà. Không ổn rồi bà ơi, không ổn rồi. Nhà mình có trộm. Nhà mình có trộm bà. Nó vô nó lục tan nát cái bếp hết. Trời ơi, mà ngộ một cái á là nó ăn đồ ăn xong nó quăng. Ăn trộm chết đói. Mày đổ hết chưa? Dạ. Thằng ăn trộm đó là mày. Ủa, sao là con ba? Tao đã nói với mày rồi,
không bao giờ được nhậu nhẹt. Cứ nhậu nhẹt xong không kiểm soát được mình, làm những điều sang bậy. Đêm qua mày quậy phá, tao phải ngủ với mày suốt một đêm, đừng sáng mà thoát ra được. Ba bình tĩnh đi, ba có lộn con với ai không chứ? Lộn à? Mày còn cái nữa hả mày? Ba thu xanh đá ở nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao. Trời ơi, ba phải nghe con giải thích đi. Dạ. Alo, anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Anh đang lang thang ngoài đường chứ ở đâu. Bây giờ anh tính sao? Bây giờ anh chờ khi nào mà ba nguôi giận thì anh về thôi chứ giờ biết sao giờ. Em nghĩ kỳ này ba không có nguội nhanh như vậy đâu. Ủa cái gì thấy ghê vậy em? Căng dữ lắm hả? Anh không biết anh làm gì đêm qua hả? Làm sao biết được, nếu biết thì đâu có ngu gì làm. Mà sao anh làm cái gì mà không ai cản anh hết vậy? Quang có nhà đâu. Về tới nhà thấy nhà cửa tan quang rồi. Trận chiến này bây giờ chắc chết anh thiệt rồi. Bây giờ sao giờ, em có cách nào giúp anh không? Vậy thôi anh cứ ở đó đi. Chừng nào ba hết giận rồi em gọi anh về. Bây giờ em thấy mà ba vừa ngu giận là em xúc tiếng em gọi anh liền nghe chưa? Bây giờ anh quải quá rồi, bây giờ anh không biết sao luôn á. Rồi em nghe nói bữa nay anh có hẹn bạn nhậu nữa hay sao vậy? Anh tởn luôn rồi, anh không dám đi nhậu nữa đâu. Mệt quá. Vậy ngay. Biết rồi. Nhậu. Cái gì? Nhậu. Xe này đâu vậy? Uber để mình nhậu xong về đỡ accident. Trời ơi. Lên. Thông cảm cho tôi đi, bữa nay tôi bận rồi bạn ơi, tôi không có đi được đâu bạn. Tôi nói ông nghe nè, ông phải nhớ nội quy ăn nhậu ông cũng biết rồi. Anh em mình mỗi lần ăn nhậu xong á phải có nội quy là bạn bè mà rủ tha thiết ăn nhậu thì phải lên xe. Đi. Không, bạn ơi. Ông cứ nhảy không à? Thôi mà. Lên. Không. Lên. Lên xe. Ôi, để cho ông sai rồi. Ông lên chứ mình. Không. Bây giờ cho tôi đi ra cái có công chuyện. Đẩy vô. Đi bắt tay. Đi. Mẹ ơi, giờ con qua phòng khám thôi nha mẹ. Con đi qua bển rồi rú thằng Hạnh vậy, nó quậy giấu mộng qua rồi. Ai cản? Có đâu. Ai tẩm rồi, không dám nữa đâu. Mẹ yên tâm đi, thôi con đi nha. Vậy hả? Chơi cho đàng hoàng coi. Ê, đó, nghe ông nói chưa? Súng cho đàng hoàng đi chưa? Ông giết cái phụ đâu? Giờ sao, có nhường em không? Chơi mà nhường là sao? Thì có chuông cửa kìa, hai đứa ra mở coi. Đứa nào mở cửa? Thôi để con mở cho. Giúp giùm cho Tâm đi con. Từ từ nha. Đi, tôi bảo vệ ông cho. Chơi đổi không ra mở cửa. Hai cái thằng. Chú. Qua, chú ơi. Chú ơi. Từ từ coi. Ôi á. Trời ơi. Giỡ mặt cái nào hả? Trời ơi, cô có làm gì đâu mà giỡ mặt chú. Chơi gì? Cô ra đây mày coi nhìn tao mày cười cái gì? Để ý đi. Nhậu về quậy à? Con không có quậy cái gì hết. Tụi mày đi vô. Ra. Ê, đời tao. Ra. Con quậy cái gì hả ba? Mày làm cái gì vậy? Con không có làm cái gì hết ba. Mày định quậy đứa hả? Phải. Hôm qua tao tưởng mày tu tỉnh rồi. Mày dẫn chứng nào tắt đấy à? Con không có phải quậy. Tại vì tất cả mọi người coi thường con. Ba biết hôm nay nhậu bạn con nói con là thằng hèn, một thằng nhục ba. Ba biết không? Uống. Không uống. Tại sao mày không uống? Trời ơi mấy bạn ơi, vì nhậu mà bây giờ gia đình tôi xào xáo. Vì nhậu mà tôi về nhà ba tôi đuổi tôi đi, chửi tôi, mấy bạn không hiểu đâu. Là con trai trưởng ở trong nhà, là một thằng đàn ông lâu lâu mới đi nhậu một lần mà bị ba chửi đuổi ra ngoài, chứng tỏ nhân vật này là không có uy tín trong gia đình nè, đúng không? Tao dám chắc về nhà con nó cũng không sợ nữa. Tao nghĩ cũng vậy. Dạy ba, dạy. Đồ thứ đàn ông nhung. Phải là thứ đàn ông. Ủa mày. Cái gì? Quất. Mày hay quá. Mày làm cái tấm gương rồi để cho con mày nó noi theo phải không? Nói cái gì? Trong nhà này ai cũng coi thường con hết. Con nói cho bà biết, kể từ ngày hôm nay trở đi, thằng Hạnh này không bao giờ để bị người ta coi thường nữa. Ngon không? Con là con trai trưởng trong nhà này, chứ không phải là thằng ở đợ. Mà ai muốn đuổi thì đuổi, đừng hòng đuổi được con. Trời đất ơi. Mở cửa. Trời ơi, mở cửa cho tôi vô. Vợ ơi. Em ơi. Em mở cửa cho anh vô.